Nhân kỷ niệm 38 năm ngày thành lập Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2020, sáng 20 tháng 11, Trường Trung học Cơ sở Trần Phú tổ chức hội thi rung chuông vàng lần thứ nhất năm học 2020-2021. Tham gia hội thi rung chuông vàng năm nay có 78 thí sinh của toàn trường đến từ 39 lớp học. Hội thi diễn ra với 3 phần thi gồm phần thi khởi động, tăng tốc về đích, các câu hỏi xoay quanh các kiến thức trong chương trình phổ thông từ lớp 6 đến lớp 9, kiến thức đội, các kiến thức xã hội. Ngoài ra còn có các câu hỏi mang tính chất xã hội, thời sự và địa phương. Hội thi đã diễn ra trong không khí sôi nổi, các thí sinh đã có cơ hội thể hiện kiến thức, trổ tài ứng biến và làm chủ cuộc thi. Thông qua hội thi nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh thể hiện tài năng, trí tuệ, sự sáng tạo, đồng thời tạo ra cơ hội giúp học sinh rèn luyện kỹ năng tư duy logic, xử lý tình huống, tạo điều kiện để học sinh trong trường giao lưu học hỏi và chia sẻ những kinh nghiệm trong học tập cũng như trong cuộc sống. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao vòng nguyệt quế cho em Nguyễn Ngọc Bảo Thư, học sinh lớp 71.